rồi xa chia 2.033.500 giao tận nhà cho anh em Phú Yên nha anh em. Anh trai này cọc 5 triệu là xe về tận nơi nha. Xe để lâu khói ù nhớt quá nha anh em. Mà nẹt ở đây xả khói là sợ bị chửi nha. Cái này phải xả hết khói là máy nó mới trong được nha anh em. Mà đây là cái nhà xe nha. Không, mấy chục anh ơi. Rồi anh em nào mua xe thì có liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977896908 nha anh em. Cái này phải xả khói ra máy nó mới nhẹ nha. Mà đây là cái nhà xe anh em, xả khói không được nha anh em. Rồi chào anh em nha. Máy móc thật sẽ đẹp đẽ.